Cập nhật quân sự mở ngày 29 tháng 3 Vũ Hoàng xin kính chào quý vị, xin kính chúc quý vị một ngày tốt lành Quân sự mở xin gửi tới quý vị những cập nhật tin tức mới nhất trong bản cập nhật sau đây Quân đội Nga lập công lớn bắn hạ chính tiêm kích của mình một tiêm kích Su-27 của Nga đã bị rơi xuống biển một cách ngoạn mục ngoài khơi bán đảo Crimea mà nước này chiếm đóng của Ukraine, sau khi có thông tin ban đầu cho rằng nó đã trúng đạn phòng không của các đơn vị mặt đất Thông tin về vụ việc được trang tuyên truyền thân Nga Fighter Bomber của nhân vật tuyên truyền Ilya Tumanov xác nhận, nói thêm rằng vụ tai nạn có vẻ như là vũ khí phòng không Nga đã bắn trúng máy bay chiến đấu của mình. Theo nguồn tin địa phương, viên phi công đã phóng ghế thoát hiểm thành công nhưng chiếc máy bay đã rơi và phát nổ ngay trên mặt biển với hình ảnh được ghi lại một cách khá rõ nét. Các tranh cãi liên quan đến việc hoặc là chiếc Su-27 Flanker bị rơi do tai nạn hoặc do hỏa lực phòng không của Nga vẫn diễn ra, Tuy nhiên, việc chiếc tiêm kích bốc cháy khi rơi xuống khiến cho khả năng thứ hai có vẻ hợp lý hơn, vì hiếm khi trục trặc trên máy bay dẫn đến một đám cháy lớn như vậy. Nếu vụ tai nạn được xác định là do hỏa lực thân thiện từ phòng không Nga, thì đây không phải là lần đầu tiên phòng không nước này bắn trúng máy bay của mình trong khi phía Ukraine. Trước chiến tranh được cho là một đội quân nhỏ hơn, kém hiện đại hơn, chưa từng mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Điều này có thể được xem như là một chiến công lớn của phòng không Nga, bắn hạ các máy bay chiến đấu đang càng ngày càng trở nên ít đòi trong quân đội Nga, có phần kết thúc sớm cuộc chiến vô nghĩa mà Tổng thống Nga Putin bắt đầu ở quốc gia Đông Âu có chung dòng máu dân tộc Slav với Nga. Các vụ tập kích quy mô lớn gần đây của Ukraine vào thành phố Sevastopol, thủ phủ của bán đảo Crimea và quân cảng của nó, bằng hỏa tiễn hành trình Storm Shadow có thể là nguyên nhân chính dẫn đến phòng không Nga, rối loạn mà khai hỏa nhầm vào chiếc tiêm kích phe mình. Nó bùng lộ tâm lý bất ổn, mất bình tĩnh hoặc là quy trình đào tạo kém cỏi hoặc là điểm yếu của vũ khí khí tài hoặc là tất cả những nguyên nhân trên. Vụ tiêm kích Su-27 rơi đánh dấu sự trở lại của các tổn thất không quân Nga sau gần một tháng kể từ cao trào sau khi Ukraine liên tiếp bắn hạ hơn chục chiến đấu cơ, cường kích và máy bay cảnh báo sớm của nước này hồi cuối tháng 2 đầu tháng 3 vừa qua. Nó cũng nối dài tổn thất không quân Nga, vốn đã cán mốc 347 máy bay và 325 trực thăng bị mất trong cuộc chiến mà họ là người bắt đầu trước ở Ukraine. Số liệu tổn thất khổng lồ. Đức tiếp tục tung gói viện trợ lớn cho Ukraine với 18.000 đạn pháo 155 ly. Chính quyền Thủ tướng Đức Olaf Scholz tiếp tục tung các gói hỗ trợ mạnh mẽ cho quân đội kháng chiến Ukraine, bất chấp quyết định khó hiểu liên quan đến việc chuyển giao hỏa tiễn hành trình Taurus danh tiếng cho Kyiv. Một gói viện trợ lớn bao gồm xe chiến đấu bộ binh, xe kỹ thuật và UAV đã được giới chức Berlin công bố mới đây. Nó bao gồm 5 xe cứu kéo và sửa chữa, 10 xe chỉ huy World Talk, 6 xe ra phá bom mìn bánh xích Vincent 1, nâng tổng số có mặt trong quân đội Ukraine lên tới 32 chiếc và 2 xe bắc cầu Beaver nâng tổng số lên 17 chiếc. Các thiết bị khác bao gồm 14 UAV trinh sát Vector và 30 UAV trinh sát RQ-35 Heirun. Ukraine còn nhận được các cảm biến và thiết bị gây nhiễu chống máy bay không người lái cũng như 180 bộ RF-360, các hệ thống phát hiện UAV của Nga. Kyiv cũng nhận được 6 xe tải Mercedes-Benz Zechop, hơn 2.000 vũ khí chống tăng vác vai, RZWK90 Matador và một loạt thiết bị cần thiết khác. Nhưng quan trọng hơn cả là các vũ khí như 20 xe chiến đấu bộ binh Marder, đạn cho xe tăng Leopard 2A6 và 18.000 viên đạn pháo 155 ly cho pháo binh và tên lửa phòng không cho hệ thống Patriot. Hiện tại, nhu cầu khẩn thiết nhất của Ukraine là đạn pháo 155 ly và đạn dược cho các hệ thống phòng không. Trong khi quá trình cung cấp đạn pháo từ phương Tây gặp nhiều gián đoạn trong thời gian qua, Đức nổi lên như một nhà cung cấp bên bỉ với tiềm lực công nghiệp quốc phòng đáng nể của mình. Những gói viện trợ một vài chục nghìn viên đạn pháo mỗi đợt của Berlin đã giúp Ukraine cầm cự trước đà tiến công của Nga trong khi pháo binh nước này đối diện với tình trạng thiếu đạn nghiêm trọng. Tập đoàn quốc phòng khổng lồ Rheinmetall của Đức có kế hoạch sản xuất hơn 1 triệu quả đạn pháo mỗi năm vào năm 2027. Năm 2024 này, công ty sẽ sản xuất khoảng 700.000 quả đạn pháo. Các cơ sở sản xuất mới ở Đức Ukraine, Lithuania dự kiến sẽ giúp công ty đạt mốc 1 triệu quả trong năm nay. Cũng trong khuôn khổ gói viện trợ mới, Berlin sẽ chi số tiền đủ để mua 180.000 đạn pháo theo sáng kiến của Cộng hòa Séc để chi viện cho Ukraine. Tiên lộ thêm về kế hoạch mua hàng triệu viên đạn pháo cho Ukraine của Cộng hòa Séc. Ukraine có thể nhận được những viên đạn pháo đầu tiên theo sáng kiến này vào tháng 4 năm nay sau khi Séc tập hợp đủ số tiền quyên góp từ các đồng minh để chi trả cho số đạn pháo bên ngoài châu Âu này. Hiện vẫn chưa rõ chính xác số đạn pháo này đến từ đâu, nhưng bắt đầu có những thông tin rò rỉ cho rằng nó đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc và có thể là cả Nam Phi. Một đồng minh của Nga trong khối BRICS, bao gồm nước này và bốn nước khác là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc. Ấn phẩm của Ý Korea della Sera cho biết Ukraine không phải sẽ nhận được lô đạn pháo này vào tháng 6 như xét công bố trước đó, mà là vào tháng 4 sắp tới. Theo nguồn tin, có tổng cộng 15 quốc gia tham gia sáng kiến đạn pháo của Cộng hòa Séc. Ban đầu Praha dự kiến mua 800.000 quả đạn pháo bao gồm 500.000 quả đạn cho cỡ nòng 155 ly và 300.000 quả khác cho cỡ 122 ly. Nhưng các quan chức chính phủ Séc đã tìm thêm được nguồn cung cấp cho 200.000 quả đạn nữa với tiềm năng tổng cộng lên tới 1,5 triệu quả. Pháp mới đây cũng tuyên bố Paris sẽ sớm chuyển cho ký 78 khẩu pháo tự hành xe ra nữa sau khi hai quốc gia này nhóm họp cùng với Đan Mạch trong khuôn khổ Liên minh pháo binh cho Ukraine. Như vậy, gần như Đan Mạch trở thành nhà tài trợ chính cho sáng kiến liên quốc gia này với Pháp đóng vai trò là nhà sản xuất. Paris cũng cam kết cung cấp tới 80.000 đạn pháo cho Kyiv thay vì 30.000 viên cho toàn bộ quá trình hơn 2 năm vừa qua của cuộc chiến này. Những cam kết pháo và đạn pháo cho quân đội Ukraine sẽ khiến Nga gặp khốn đốn vì năng lực pháo binh vượt trội của Ukraine về tầm xa và độ chính xác và chỉ sức kém do cường độ hỏa lực dày đặc của Moscow. Nếu Kyiv được cung cấp đủ pháo và đạn pháo, ngày tan của quân đội mặt đất Nga có thể nói là đang đến gần. Zelensky cảnh báo cuộc tấn công lớn của Nga dự kiến vào khoảng cuối tháng 5 hoặc tháng 6. Tổng thống Ukraine cũng cảnh báo rằng nếu không có sự hỗ trợ đầy đủ, hành động gây hấn của Nga có thể sẽ nhanh chóng lan sang châu Âu trong cuộc phỏng vấn mới đây với cbs news ở miền đông ukraine tổng thống volodymyr zelensky đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về tình hình hiện tại của cuộc chiến và các mối đe dọa tiềm ẩn do nga đặt ra chúng tôi đã tự ổn định tình hình ông zelensky nhận xét đồng thời lưu ý những cải thiện về khả năng quân sự của ukraine bất chấp tình trạng thiếu đạn pháo và các vũ khí thiết yếu khác ông cũng nhấn mạnh việc nga không có một cuộc tấn công đáng kể nào cho rằng điều đó minh chứng rằng họ không thành công trên chiến trường khi mùa xuân đang đến gần, ông Zelensky bày tỏ lo ngại về một cuộc tấn công lớn sắp xảy ra của Nga, dự kiến sẽ vào khoảng cuối tháng 5 hoặc tháng 6. Nhấn mạnh tính cấp bách của tình hình, ông kêu gọi sự hỗ trợ ngay lập tức từ các đối tác của Ukraine, đặc biệt là từ Hoa Kỳ để chuẩn bị cho sự leo thang dự kiến của Nga. Và trước đó, chúng ta không chỉ cần chuẩn bị, chúng ta không chỉ cần ổn định tình hình. Các đối tác đôi khi thực sự vui mừng vì chúng ta đã ổn định được tình hình. Ông Zelensky nói về Mỹ, và những nước ủng hộ khác của Ukraine. Không, tôi nói chúng tôi cần giúp đỡ ngay bây giờ. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh sự cấp thiết của các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ và pháo binh bổ sung để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine. Trong khi bày tỏ lòng biết ơn về sự hỗ trợ đáng kể nhận được từ Hoa Kỳ, Zelensky chỉ ra rằng một phần đáng kể số tiền được phân bổ vẫn tuần hoàn trong nền kinh tế Mỹ với việc sản xuất vật tư quân sự đang diễn ra ở chính nước Mỹ. Trong bối cảnh lưỡng đảng đang bế tắc ở Hạ viện Mỹ về gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô, ông Zelensky thừa nhận rằng cuộc chiến ở Gaza đã chuyển hướng sự chú ý toàn cầu và dòng viện trợ của Mỹ khỏi Ukraine mang lại lợi ích cho Nga. Ông bác bỏ những nỗ lực của Tổng thống Nga Putin nhằm liên kết Ukraine với một cuộc tấn công gần đây ở Moscow mà IS tuyên bố chịu trách nhiệm là nực cười. Nhân xét về động cơ của Putin, Zelensky cho rằng nhà lãnh đạo Nga có mối hận thù về sự sụp đổ của Liên Xô và sự kết thúc của kỷ nguyên chiến tranh lạnh. Ông ta tin vào điều đó. Chúng ta không cần phải thay đổi quan điểm của ông ta. Chúng ta cần thay thế ông ta. Ông Zelensky kết luận. Nga bao che đàn em Triều Tiên trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nga đã phủ quyết gia hạn lệnh trừng phạt Triều Tiên sau cáo buộc chuyển giao vũ khí cho Moscow trong cuộc chiến xâm lược Ukraine bằng việc gia hạn hàng năm một nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt lâu dài của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Trong cuộc bỏ phiếu được tổ chức hôm thứ Năm, Trung Quốc đã chọn bỏ phiếu trắng trong khi 13 trên 15 thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an bỏ phiếu thuận. Nhóm chuyên gia độc lập đã đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trong 15 năm qua, cung cấp báo cáo định kỳ 6 tháng cho Hội đồng Bảo an và đề xuất các hành động nhằm cải thiện việc thực thi các biện pháp trừng phạt. Nhà Trắng lên án sự phủ quyết của Nga là hành động liều lĩnh làm suy yếu nỗ lực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm giải quyết vấn đề phổ biến hạt nhân của Triều Tiên. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Jun Kuk Hwang ví quyền phủ quyết của Nga giống như việc phá hoại camera quan sát để tránh bị bắt quả tang. Trong khi đó, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood chỉ trích Moscow làm suy yếu triển vọng giải quyết một cách hòa bình cho một trong những vấn đề phổ biến hạt nhân nguy hiểm nhất thế giới. Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzia bảo vệ quyết định này bằng cách đặt câu hỏi về công việc của hội đồng, tuyên bố rằng họ càng ngày càng phù hợp với cách tiếp cận của phương Tây và dựa vào thông tin sai lệch. Bất chấp sự phủ quyết của Nga, lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên vẫn được áp dụng. Với việc đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Barbara Woodward khẳng định cam kết của anh trong việc buộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ của mình. Thời hạn của lệnh trừng phạt cũ sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 4 năm 2024 tới đây. Những báo cáo gần đây của họ được công bố vào đầu tháng này nếu bật các cuộc điều tra đang diễn ra về hàng chục vụ tấn công mạng bị nghi ngờ là của Triều Tiên, được cho là đã kiếm được tới 3 tỷ đô để hỗ trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Phần cập nhật hôm nay của Quân sự Mở xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quân sự Mở và Vũ Hoàng xin chào và hẹn gặp lại!